Trong năm học 2022-2023, trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp để mạnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo ngành y dược, trong đó chú trọng thực hiện các đề tài dự án mang tính ứng dụng cao phục vụ công tác đào tạo và nâng cao kỹ năng của người học. Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã tập trung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục nghề nghiệp theo định hướng tại nghị quyết số 09/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và kế hoạch số 85/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên bằng nhiều hình thức thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế và thời điểm tập trung quản lý và phát triển đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn năng lực, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo quyết định số 336-2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 2239-2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, cho ra nguồn nhân lực đạt đủ tiêu chuẩn khám chữa bệnh cho cộng đồng.